Rồi, ngay trên ngón tay của Nhân bây giờ là lô số 1, lốc F3. Đó là F3 lô số 1. Cái diện tích là ngang 10m.9, dài 20. Thì cái lô này là không phải là lô gốc nhưng mà nó là hai mặt tiền nha cả nhà. Nó có một cái công viên cây xanh nằm kế bên. Cho nên là cái lô này là mình xây biệt thự là khỏi phải chê rồi. Thì phía sau là mình thông ra là trường học với lại bệnh viện. Và phía sau là công ty đang chuẩn bị làm, và công ty đang nói chung là chuẩn bị làm để bán đợt mới. Nè, giờ mình đi ra thực tế. Rồi bây giờ là Nhân đang đứng tại lốc K3, lô số 1. Đây là cái cọc nó nằm ở chân bên đây nha cả nhà. Từ đây qua tới bên phía bên cái cây bên kia đó, cây cao cao là ngang 10.9, dài 20m. Rồi tới phía sau các bạn, thì bên đây mình có một cái lối đi chung. Cái lối đi chung là ngang 5m, ngang 5m thông ra phía đằng sau để đi ra cái quỹ đất của trường học và bệnh viện. Còn trước nhà của mình là công viên thời gian. Thì cái lô này đã có sổ hồng rồi và cái giá bán là 11 triệu một mét vuông. Thì 10.9 coi như 11 mét thì 11 nhân cho 20 là 210 mét vuông. Thì 210 mét vuông là 220 chứ. 220 mét vuông là cái giá 11 triệu 2 tỷ 2. Và khoảng 2 tỷ 3 nha cả nhà. Cái giá là khoảng 2 tỷ 3. Thì cái lô này nếu như mình cất biệt thự thì mình có thêm một cái khoảng trống bên hông để mình mở thêm nhiều cái cửa sổ nữa cũng rất là ok. Còn phía trước là có cả một cái công viên rồi. Cho nên là nếu như mình xây biệt thự cũng rất là tốt. Thì mình ra đây mình tập thể dục. Còn nếu như mình muốn kinh doanh thì cũng rất tốt luôn. Bởi đây là cái công viên này, công viên thời gian thì buổi tối á, dân người ta lại đây tập thể dục rất là đông. Tại vì nó có đầy đủ những cái tiện ích tập thể dục hết rồi. Và cái lô này là cái hướng mặt chính là hướng đông. Còn cái hướng mặt bên hông là hướng nam. Tức là cái lô đất của mình là đông nam nha cả nhà. Giờ mình nhìn kỹ là chiếu. Đó là hiện tại là nó tới cái cọc bên đây nha cả nhà. 10.9 rất là lớn luôn. Rồi Nhân xin nhắc lại là 10.9 nhân cho 20 và cái giá là 11 triệu một mét vuông. Thì cái lô này đã có sổ rồi, mình mua mình sẽ đi xuống nhà nước công chứng luôn chứ không có cần phải lên công ty Cát Tường để mà sang sổ. Thì bây giờ nói chung là Nhân cũng không biết nói gì hơn, ví dụ như ai có nhu cầu các biệt thự hoặc là quán xá này kia đó. Tại vì ở đây nó được một cái là cái đường trục chính, đường trục chính TC3 nó chảy từ ở bên đợt 2, từ bên hồ sinh thái rộng 7 hecta, rồi nó chảy dài qua phía đằng sau này. Thì phía đằng sau này là mai mốt công ty sẽ mở bán đợt 12. Thứ nhất là mình sẽ đón cái đợt 12 ở đây, và cái thứ hai là mình đón cái quỹ đất của trường học và bệnh viện. Rồi còn vậy thôi đi, Nhân không biết nói gì nữa chứ. Ví dụ giờ ai muốn mua thì muốn đi xem đất đó, hoặc là mình cứ chạy thẳng xuống đây, mình lại ngay trong cái chỗ công viên đồng hồ, nhìn đối diện qua thấy một cái lô đất có một cái khoảng trống giữa hai cái cọc rất là lớn, là đó đó, F3.1. rồi Nhân xin chào cả nhà. Thì nói chung là mình muốn mua thì cứ gọi cho Nhân, muốn xem đất thì gọi cho Nhân luôn, Nhân dẫn xuống. Còn nếu không thì mình xem xong rồi, ví dụ như ok được rồi thì lúc đó là Nhân sẽ gửi cái sổ của mình hoặc là mình lên chính chủ, mình thương lượng với chủ luôn. Nó làm việc với Nhân là rất ok nha cả nhà, chứ không có sợ là bị bắn trên kê giá này kia, nên là rất là vô tư. Rồi hẹn cả nhà mình ở video sau. Thì nhớ nhấn nút đăng ký của Nhân, một lát Nhân quay mấy lô nữa ở những khu khác á, ví dụ như cả nhà mình cảm thấy là cái lô nào hợp vị trí và cái tài chính của mình thì cứ alo cho Nhân. Rồi Nhân xin chào.